Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc. Một la mã, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Một nhỏ, góc giữa hai vectơ trong không gian. Định nghĩa, trong không gian cho vector u và vector v là hai vector khác vector không lấy một điểm a bất kỳ gọi b và c là hai điểm sao cho vector ab bằng vector u vector ac bằng vector v khi đó ta gọi góc bac lớn hơn hoặc bằng không nhỏ hơn bằng 180 độ là góc giữa hai vector u và v trong không gian ký hiệu là mở ngoặc vector u phẩy vector v đóng ngoặc. Hình 3.11. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hoạt động 1. Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây. A nhỏ, vectơ AB và vectơ BC. B nhỏ, vectơ CH và vectơ AC. Hai nhỏ, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Định nghĩa trong không gian cho hai vectơ u và v đều khác vectơ không tích vô hướng của hai vectơ u và v là một số ký hiệu là vectơ u nhân vectơ v được xác định bởi công thức vectơ u nhân vectơ v bằng trị tuyệt đối của vectơ u nhân trị tuyệt đối của vectơ v nhân cos mở ngoặc vectơ u phẩy vectơ v đóng ngoặc trường hợp vectơ u bằng vectơ không hoặc vectơ v bằng vectơ 0, ta quy ước vectơ u nhân vectơ v bằng 0. Ví dụ 1, cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA bằng OB bằng OC bằng 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa hai vectơ OM và vectơ BC. Giải ta có cos mở ngoặc vector om phẩy vector bc đóng ngoặc bằng tỷ số vector om nhân vector bc chia trị tuyệt đối của vector om nhân trị tuyệt đối vector bc bằng tỷ số vector om nhân vector bc chia căn bậc hai của hai chia hai nhân căn bậc hai của hai hình ba mười hai Mặt khác, vector OM nhân vector BC bằng 1 phần 2, mở ngoặt, vector OA cộng vector OB, đóng ngoặt, nhân, mở ngoặt, vector OC trừ vector OB, đóng ngoặt, bằng 1 phần 2, mở ngoặt, vector OA nhân vector OC trừ vector OA nhân vector OB, cộng vector OB nhân vector OC trừ vector OB bình phương. Vì OA OB, OC đôi một vuông góc và OB bằng 1 nên vector OA nhân vector OC bằng vector OA nhân vector OB bằng vector OB nhân vector OC bằng 0 và vector OB bình phương bằng 1. Do đó, cos mở ngoặc vector OM vector BC đóng ngoặc bằng trừ 1 phần 2. Vậy, góc Hợp bởi vector OM và vector BC bằng 120 độ. Hoạt động 2. Cho hình lập phương ABCD, A', B', C', D', A nhỏ. Hãy phân tích các vector AC và vector BD theo 3 vector. Vector AB, vector AD, vector AA', B nhỏ. Tính cos, mở ngoặt vector AC' phải, phải vector BD đóng mặt và từ đó suy ra vector AC' phải và vector BD vuông góc với nhau. Hai la mã, vector chỉ phương của đường thẳng. Một nhỏ, định nghĩa. Cho vector A khác vector 0 được gọi là vector chỉ phương của đường thẳng D nếu giá của vector A song song hoặc trùng với đường thẳng D. Hình 313 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hai nhỏ nhận xét. A nhỏ. Nếu vector A là vector chỉ phương của đường thẳng D, thì vector K nhân vector A với K khác không cũng là vector chỉ phương của D. B nhỏ. Một đường thẳng D trong không gian hoàn toàn được xác định. Nếu biết một điểm A thuộc D và một vector chỉ phương, vector A của nó. C nhỏ hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có hai vectơ chỉ phương cùng phương ba la mã góc giữa hai đường thẳng trong không gian trong không gian cho hai đường thẳng a b bất kỳ từ một điểm ô nào đó ta vẽ hai đường thẳng a phẩy và b phẩy lần lượt song song với a và b ta nhận thấy rằng khi điểm ô thay đổi thì góc giữa a phẩy và b' không thay đổi. Do đó ta có định nghĩa một nhỏ định nghĩa. Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b. Hình 3.14. Hai nhỏ nhận xét. a nhỏ để xác định góc giữa hai đường thẳng a và b, ta có thể lấy điểm O thuộc một trong hai đường thẳng đó rồi vẽ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng còn lại. B nhỏ. Nếu vector u là vector chỉ phương của đường thẳng a và vector v là vector chỉ phương của đường thẳng b và góc giữa vector u và vector v bằng alpha thì góc giữa hai đường thẳng a và b bằng alpha nếu alpha lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ và bằng 180 độ trừ alpha nếu alpha lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Nếu a và b song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng 0 độ. Hoạt động 3. Cho hình lập phương ABCD, A'B'C'D'. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây. a nhỏ, AB và B'C'. b nhỏ, b AC và B'C'. c nhỏ c a phải c phẩy và b phẩy c ví dụ 2 cho hình chóp s abc có sa bằng sb bằng sc bằng ab bằng ac bằng, bằng a nhỏ và bc bằng a nhân căn bậc 2 của hai tính góc giữa hai đường thẳng ab và sc giải ta có cos giữa hai vector SC và AB bằng vector SC nhân vector AB chia cho trị tuyệt đối của vector SC nhân trị tuyệt đối của vector AB bằng mở ngoặc vector SA cộng vector AC đóng ngoặc nhân vector AB chia A nhỏ nhân A nhỏ hình 35 cos giữa hai vector vector SC và vector AB bằng tỉ số vector SA nhân vector AB cộng vector AC nhân vector AB chia A bình phương. Vì CB bình phương bằng mở ngoặc A nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc bình phương bằng A bình phương cộng A bình phương bằng AC bình phương cộng AB bình phương. Nên vector AC nhân vector AB bằng 0. Tam giác SAB đều nên góc giữa vector SA và vector AB bằng 120 độ và do đó vector SA nhân vector AB bằng A nhân A nhân cos 120 độ bằng trừ A bình phương chia 2. Vậy cos mở ngoặc vector SC phải vector AB đóng ngoặc bằng tỷ số trừ A bình phương chia 2 chia A bình phương bằng trừ 1 phần 2. Do đó góc hợp bởi vector SC và vector AB bằng 120 độ. Ta suy ra góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng 180 độ trừ 120 độ bằng 60 độ. 4 la mã, hai đường thẳng vuông góc một nhỏ định nghĩa hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90 độ người ta ký hiệu hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau là a dấu vuông góc b hai nhỏ nhận xét a nhỏ nếu vector u và vector v lần lượt là các vector chỉ phương của hai đường thẳng a và b thì a vuông góc với b tương đương với vector u Nhân vectơ V bằng 0. B nhỏ, cho hai đường thẳng song song, nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. C nhỏ, hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. Ví dụ 3, cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với AC và AB vuông góc với BD. Gọi B và quy lần lượt là trung điểm của AB và CD, chứng minh rằng AB và BQ là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Giải, ta có vector BQ bằng vector BA cộng vector AC cộng vector CQ và vector BQ bằng vector PB cộng vector BD cộng vector DQ hình 3 16. Do đó, 2 nhân vector PQ bằng vectơ AC cộng vectơ BD. Vậy 2 nhân vectơ PQ nhân vectơ AB bằng mở ngoặc vectơ AC cộng vectơ BD đóng ngoặc nhân vectơ AB bằng vectơ AC nhân vectơ AB cộng vectơ BD nhân vectơ AB bằng 0. Hay vectơ PQ nhân vectơ AB bằng 0. Tức là BQ vuông góc với AB. Hoạt động 4. Cho hình lập phương ABCD, A'B'C'D'. Hãy nêu tên các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với. A nhỏ, đường thẳng AB. B nhỏ, đường thẳng AC. Hoạt động 5. Tìm những hình ảnh trong thực tế minh họa cho sự vuông góc của hai đường thẳng trong không gian. Trường hợp cắt nhau và trường hợp chéo nhau. Bài tập Bài tập 1 Cho hình lập phương ABCD EFGH Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây. A nhỏ vectơ AB và vectơ EG B nhỏ vectơ AF và vectơ EG C nhỏ vectơ AB và vectơ DH Bài tập 2 cho tứ diện ABCD A nhỏ chứng minh rằng vector AB nhân vector CD cộng vector AC nhân vector DB cộng vector AD nhân vector BC bằng 0. B nhỏ từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD và AC vuông góc với DB thì AD vuông góc với BC. Bài tập 3. A nhỏ. Trong không gian, nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không? B nhỏ. Trong không gian, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không? Bài tập 4. Trong không gian, cho hai tam giác đều abc và ABC' c' có chung cạnh ab và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC', C'A, chứng minh rằng A nhỏ, AB vuông góc với C, C'. B nhỏ, tứ giác M, N, P, Q là hình chữ nhật. Bài tập 5 cho hình chóp tam giác S, A, B, C có SA bằng SB bằng SC và có góc ASB bằng góc BSC bằng góc CSA. Chứng minh rằng SA vuông góc với BC, SB vuông góc với AC, SC vuông góc với AB. Bài tập 6. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC'D', D có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau lần lượt có tâm ô và ô phải chứng minh rằng ab vuông góc với ô ô phải và tứ giác cd d phải, c phải là hình chữ nhật bài tập 7 cho s là diện tích của tam giác abc chứng minh rằng s bằng 1 phần 2 nhân căn bậc 2 của vector AB bình phương nhân vector AC bình phương trừ mở ngoặc vector AB nhân vector AC đóng ngoặc bình phương Bài tập 8 Cho tứ diện ABCD có AB bằng AC bằng AD và góc BAC bằng góc BAD bằng 60 độ. Chứng minh rằng a nhỏ AB vuông góc với CD b nhỏ Nếu M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì MN vuông góc với AB và MN vuông góc với CD. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.